Xin chào anh em. Rifeng Smoking Set là một cái phân khúc cao cấp nhất của hãng Rifeng tới từ Nhật Bản, nhằm nhắc tới những cái chiếc bật lửa sang trọng, đẳng cấp và có những cái thiết kế đặc biệt. Hôm nay chiếc Rifeng 018 đã chính thức được gia nhập cái set danh giá này. Trên thân thì anh em có thể nhìn thấy cái dòng chữ Rifeng Smoking Set được in ở mặt trước đây. Đây là một niềm tự hào. Bởi vì sao cái chiếc Rifeng 018 này được gia nhập cái set rất là danh giá này? Bởi cái phiên bản năm 2019, Rifeng 018 đã được khoác trên mình một cái lớp vàng, áo vàng 18K, vàng bóng 18K tráng gương. Anh em có thể nhìn thấy cái màu vàng của nó nhé. Tráng gương rất là đẹp. Và những cái bộ phận như là mặt trên này, mặt ngang được khảm thêm sơn mài thiên nhiên, nhìn rất là đẹp và đẳng cấp. Chưa hết thì những cái chi tiết của Rifeng 018 năm 2019 được vát và làm rất là tinh tế. Anh em có thể nhìn thấy những cái bộ phận của nó nhé. Em quay rất là rõ, rất là kỹ cho anh em có thể xem. Đấy, rất là đẹp. Đáy này, thông tin và cái van để bơm xăng. Và cách đánh lửa thì của nó thì cũng rất là độc lạ từ xưa đến nay rồi. Mở cái nắp lên và bật như thế này. Sử dụng xăng đá của Zippo. Hàng Nhật Bản thì rất là bền rồi. Nhân dịp tin vui này thì em xin bán giảm giá cho anh em chỉ 500.000 đồng thôi. Bao ship hàng tới thì anh em được mở ra kiểm tra đàng hoàng nhé. À quên, có một cái thiết kế hình vòng cung này cũng là một cái điểm nhấn mà anh em nên chơi nhé. Đây, hình vòng cung này. Đó. Để đặt hàng thì anh em chỉ cần comment cái số điện thoại dưới phần bình luận thôi. Để bắt shop sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em và thân chào anh em.